Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một kiện hàng của QT Acoustic mang mã hiệu là E4850, cục đẩy công suất 4 kênh và công suất khoảng tầm 850 đến 900W trên một kênh. Thì công suất ghi ngoài bìa thì nó khác với công suất thực tế. Bây giờ nó có khách gọi rồi. Ok, thì bây giờ em sẽ unbox cái kiện hàng ra nhé. Về là có bóc sẵn ra trước rồi, nhưng bây giờ nó sẽ unbox ra và các bác cùng xem bên trong có những gì. Đây là bên trong này các bác này, thì cục đẩy đây nó có tất cả là thân thiện môi trường, là toàn bìa đấy, không có một tí xốp, gọi là xốp dẻo, xốp cao su đấy. Và bên trong thì đây nó có đúng cái này là bằng ni lông, còn lại là tất cả là thân thiện với môi trường. Hương nhiên lại một ngày mưa gió sắp mưa đến nơi rồi, thì đây quyển hướng dẫn sử dụng. Em đánh giá cái hãng này là không được trau chuốt lắm nhá. Làm truyền thông rồi làm thương mại làm các cái thì rất là tốt, nhưng mà có mỗi cái là đây, cái phiếu bảo hành này nhìn trông rất là cái phiếu hướng dẫn sử dụng này trông là chán đời vô cùng này. Đấy, toàn tiếng Trung, xong mô đen mô điếc thì không có. Đây là mặt trước này, thông số đây, xong đến phần công suất thì mô đen là không ghi đây, này biết được nào lần. Thế là phải bóc ruột con này ra, xong đầu là đếm sò tính công suất lên cho các bác xem nhé. Rồi em sẽ bóc ra, mời các bác xem, bóc luôn tem bảo hành ra cho các bác xem nó như nào. Vâng, đây trước mặt các bác đây là một cục đẩy đã được tháo tung ra. Đấy, đây là viên áp nguồn này, con này nguồn là 19, chưa phải to lắm. Đây các bác xem nhá, tổng cộng sò thì em sẽ đếm này, sò đếm tổng cộng nhá, không đếm thiếu đâu, đếm không đủ này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 là 16, 16 nhân đôi này là 32, 32 này nhân đôi nữa với này là 32 này, 32 nữa là 64 sò. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là chỉ có tổng cộng là vào 56 sò thôi. Đây các bác đếm này, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 con điện trở công suất này nó sẽ gọi là gánh tải cho những con móc vét cục suất này. Đấy, con này sò là NJVK 0302G, con này có dòng công suất là 150W trên một con sò, công suất tối đa, nhưng hiệu suất trên con đẩy này thì nó sẽ yếu hơn khá nhiều. Bởi vì nếu mà đánh 8 ôm thì hiệu suất nó chỉ tầm 65W một con. 65W một con mà nhân với 7 con nó vào tầm 910W, 65W trên một con. Và con này thì không phải là tải 8 ôm là hiệu quả nhất đâu. Hiệu quả nhất của nó là chuyên đánh tải 4 ôm. Vậy thì công suất của nó sẽ nhân đôi lên. Đấy, 910W mà nhân đôi thì cứ tính 900 đi, 9 x 2 là 18, 1800W trên tải là 4 ôm, trên một bấy công suất này, một kênh công suất. Đấy, ví dụ các bác lại chơi kiểu này, các bác dồn hai kênh là một, đánh tải 8 ôm thì nó vào là 1600W. Đấy, 1600W 4 ôm trên hai kênh công suất, các bác dồn là hai kênh lại đánh drive là 1600W. Đấy, và nếu mà các bác dồn hai kênh làm lại 4 ôm thì công suất lại lớn hơn nữa. Đấy, nó vào tầm 3200W trên một đôi công suất này đánh 4 ôm. Tức là dồn kênh A, kênh B là 3200W 4 ôm. Vậy là có khỏe không? Quá kinh khủng khiếp luôn. E4850. Đấy, vào đôi kênh A, kênh B, kênh C, kênh D. Đấy, công suất đây các bác xem này, sò xiếc linh kiện cắm rất là trâu chuốt chỉnh chu, cực kỳ đẹp. Đây các bác xem này, tụ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16 độ, và diode của nó thì kinh khủng luôn, 1 2 3 4 con diode nguồn, và rất là nhiều linh kiện này. Tí nữa sẽ cân lên trọng lượng là bao nhiêu. Người đẹp nghịch cân xong chưa? Đây các bác xem nha, đây là phần mặt sau công suất này, kênh A, kênh B, kênh C, kênh D, có gạt hiệu đầu vào, chỉnh chế độ self balance và drive, và các cửa đầu ra là câu rắc kiểu rắc bắp chuỗi và rắc speed công. Đấy, rất là tiện lợi. Con này trong clip lần sau là test thử ngoài trời xem là đánh công suất gọi là phá đẩy đi, dùng test hết công suất đi xem là nó như nào. Lưu ý là test với tải là 8 ohm, 4 ohm thì sẽ đánh dây. Đấy, ok không nhỉ? Đấy, ok. Thì giới thiệu qua đến đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy này thì liên hệ trực tiếp. Giá em xin phép không được báo công khai. Các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp nha.